Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình gửi tới các bạn cách để chúng ta có thể thoát được một cái phòng room mà chúng ta đã tạo rồi trên hệ thống của mình. Khi các bạn đăng ký á, thì các bạn sẽ được quyền truy cập vào và các bạn sẽ sử dụng cái gói Pro ở bên mình, cái phòng room 300 người. Đó. Thì nhiều bạn hỏi mình là tại sao lại không tắt được cái phòng room đi khi cái thời gian của cái cuộc họp trước vẫn còn. Vậy thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn để các bạn có thể tắt đi được. Trên máy tính và điện thoại đều như nhau nha các bạn. Ok. Khi chúng ta mở vào trang chủ, chúng ta vào tổng quan thì chúng ta sẽ thấy là có chữ nước tự do ở đây. Chúng ta click vô. Đây, sau đó thì chúng ta sẽ kéo xuống dưới. Chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một cái phòng room đang diễn ra. Chúng ta ấn vào chữ test. Nhé, chúng ta ấn vào chữ test. Thì nó sẽ hiện cho chúng ta là có cái cuộc họp này như thế này. Đang diễn ra, chúng ta nhấp vào để vào lớp. Thế tuy nhiên chúng ta muốn tắt đi. Bởi vì 19:58 nó mới tắt. Thế bây giờ chúng ta muốn mở một cuộc họp mới. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ kết thúc cuộc họp. Các bạn ấn vào chữ kết thúc nhé. Sau đó chúng ta ấn kết thúc. Rồi, chúng ta hoàn thành này. Đó, chúng ta quay trở lại trang chủ. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa. Xem chúng ta đã có một cuộc họp nào hay không. Đúng không ạ? Đấy, không còn cuộc họp nào. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể là tạo được cuộc họp nữa. Đây. Thời gian thì chúng ta hãy chọn là 24. Sau đó chúng nha. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tạo được một cuộc họp mới. Sau khi cuộc họp chưa kết thúc, ta cần phải tắt nó đi. Chúng ta sẽ lại vào kết thúc để tạo cuộc họp mới nha các bạn. Ok.